Kính chào các bác, có bác ở một nơi xa comment bảo quay chi tiết bên trong tháo căng để em ngắm cặp loa Boa 301 Continental trùng series xem nào. Đây, để em quay cho các bác nhé, tháo căng ra. Căng của dòng này thì nó cũng hai miếng, những dòng 301 từ series 2 trở đi là nó sử dụng kiểu nhựa cứng như này rồi. À, đây là miếng của mặt trước các bác nhé, và nó cũng kiểu nhằm nhám như vậy, nó là căng nhựa nhưng mà các bác nhìn nhằm nhám này nó mới hàng xịn này, để em lấy nét cho các bác. Đấy, nó nhằm nhám kiểu như gì đấy, thì nó là hàng xịn, nó như vậy. Vào đi đấy, đấy nó như vậy. Cứng lắm, nhìn nó cứng, nó là nhựa chứ không phải sắt các bác nhé, hoàn toàn là nhựa. Các bác nhìn những cái chỗ nhằm nhám này, đấy, nó kiểu như gì sắt ấy, nhưng không phải đâu, nó là bằng nhựa, hoàn toàn bằng nhựa. Đấy. Và cặp này thì đấy, thông báo các bác luôn, tháng 7 2021, một cặp loa rất đẹp trùng series luôn, 301 Continental, em bán giá 13.200.000, giá rất là tốt. Giá này các bác mua cách đây 2-3 năm một đôi không được đẹp như này, giá còn tầm như này hoặc là hơn nữa. Đây cầm của chiếc này đây, rất là đẹp. Đây cầm mặt trước. Cái thế mạnh của cặp này thì như em đã chia sẻ trình bày các bác, và rất nhiều anh em đã thông báo cho các bác biết này. Đây mà cặp mà karaoke thì hiển nhiên nó hay rồi, nhưng mà dòng Continental này nó có một thế mạnh nữa, đó là nghe nhạc rất là hay. Trong dòng 301 thì có lẽ nó là cặp một trong hai cặp hay nhất. Đấy. Đây, chất bát các bạn nhìn nhé, bát rất đẹp. Keo rốn của những cái dòng này là keo nhỏ, nó kiểu như dòng 301 C2. Các bác nhìn keo nhỏ. Nếu mà các bác để ý 301 C2 thì nó rất là nhiều những dòng keo nó to tuyệt lẹt, nó tra nhìn rất là xấu, nhưng mà nó là xịn nhé các bác nhé. Hàng 301 C2 ấy, nó có những cái đời nó tra bằng máy này. Đấy, cái nón này nó cho bằng cái máy, nó quay tròn, xong rồi nó có một cái xi lanh bằng máy, nó dí vào thế là cái này nó quay tròn. Cho nên là keo, có những loại keo nó nhìn rất xấu. Em đã quay rất nhiều cái đấy cho các bác rồi. Đây, bát cái này này. Phải nói là siêu đẹp luôn, chất bát rất đẹp. Ở đây là tép và chung đều long lanh luôn, cực đẹp. Anh em mua đôi này thì nghe bầy sở hữu thì tuyệt vời luôn. Đó. Đằng sau đây, tí em sẽ test nhạc cho các bác. Đấy. 49741 trùng series cực đẹp, 301 Continental. Dòng này nhìn cái thiết kế của nó thì nó điệu hơn những cái dòng khác, chỗ là cái phần này là phần bom bê, còn những cái dòng như C3, C2 dòng trơn thì nó là góc vuông luôn, còn cái này là bom bê. Và dòng này thì từng trầm nó sẽ là dạng tốt nhất trong dòng 301 các đời luôn. Đó thì cái thùng nó cũng sẽ nặng hơn một chút, và cái chất thùng và chất xi nó cũng sẽ dày hơn một chút. Bởi vì bao giờ cũng vậy, tiếng bát mà nặng hơn, từng trầm mà xuống sâu hơn thì đòi hỏi cái thùng loa nó phải vững. Bởi vì cái tiếng đánh bát ra nếu mà thùng mỏng, các cái hèm nước các thứ làm mà nó không dày đủ, không đủ độ thì loa đánh một thời gian nó rất là hay bị rung, bị hở vách. Đấy lý do cho nên các bác thấy những cái cặp loa hạng nặng, những cái cặp loa bass sâu, bass mạnh, bass uy lực thường người ta làm thùng dày, không phải tự nhiên mà làm thùng dày thùng nặng. Ví dụ như HE 100 cặp này 22.500.000. Còn như cặp này hơn 15 triệu một chút, HE 10 cấu hình cũng như vậy. Cặp này hát karaoke nghe nhạc rất tuyệt. Em sẽ test thêm cho các bạn nghe những cái cặp này. Rồi, xin chân thành cảm ơn các bác.